Nhằm tăng cường khả năng phòng chống hỏa hoạn cho 48.000 ha rừng thuộc các khu vực trọng điểm cháy, tỉnh Thanh Hóa đã thí điểm hệ thống camera quan sát lửa rừng. Qua giai đoạn thử nghiệm, hệ thống này đã cho thấy những điểm nổi bật được lực lượng kiểm lâm đánh giá cao. Đây là nơi đặt thiết bị giám sát cháy rừng tại huyện Hà Trung. Camera quay 360 độ, bán kính quan sát 1,5 km, diện tích bao phủ 1.000 ha. Nếu không dùng thiết bị, lực lượng kiểm lâm phải trực dưới tán cây như thế này từ 9 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều để canh rừng bằng mắt thường. Mùa nắng nóng hành khô thì anh em là thường xuyên là phải thay nhau ngày ra trong những giờ điểm ra điểm trực như thế này để anh em ngồi túc trực canh lửa và thay nhau, ngoài việc canh ra còn thay nhau đi tuần tra kiểm tra trên toàn bộ địa bàn được giao nhiệm vụ. Hạt kiểm lâm huyện Hà Trung có 12 cán bộ đang quản lý 6.000 ha rừng trồng với 2.000 ha thông thuật loài. Từ khi có camera canh rừng, kiếp trực có thể theo dõi qua màn hình máy tính và các điện thoại được cấp quyền. Sức ép về nhân lực giảm đáng kể so với trước đây. Đề nghị cấp có thẩm quyền là kêu gọi cái dự án là hỗ trợ thêm các cái mắt camera ở các cái điểm quan sát khác. Ví dụ đối với địa bàn Hà Trung thì ngay tại địa bàn huyện thì có thể là hỗ trợ cho đơn vị cơ sở khoảng từ 4 đến 5 chiếc. Từ năm 2019, việc áp dụng khoa học công nghệ để phòng chống cháy rừng được tỉnh Thanh Hóa triển khai thí điểm tại ba huyện Tĩnh Gia, Hoàng Hóa và Hà Trung. Trong mùa nắng nóng năm nay, hệ thống đã cho thấy những ưu điểm vượt trội. Quan sát qua cái camera rất là hiệu quả, đặc biệt là đối với công tác phòng cháy. Và khi chúng ta quan sát trên camera thì cái diện tích mà được quan sát rất rộng. Cái thứ hai nữa là cái độ chính xác thì rất cao và cái hình ảnh thì rất là rõ nét. Và từ đây thì chúng tôi giảm được rất nhiều các cái lực lượng mà đi tuần tra trực gác ở tại hiện trường. Đến tháng 8, tỉnh Thanh Hóa sẽ đánh giá hiệu quả của dự án dựa trên các yếu tố cơ bản như giá thành, độ bền, khả năng thay thế giám sát trực tiếp. Nếu được phê duyệt, dự kiến giai đoạn đầu, tỉnh sẽ triển khai khoảng 30 thiết bị tại các vùng trọng điểm cháy.